Sau đêm bắn pháo hoa chào mừng năm mới năm 2024, xuất hiện một hình ảnh rất đẹp và gần gũi của các chiến sĩ công an. Mặc dù là công tác đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân đến xem bắn pháo hoa đã khiến các anh không ít mệt mỏi, nhưng các anh đã ở lại để thu gom rác thải, trả lại không gian sạch đẹp cho những ngày đầu năm mới. Khu vực Ocean Dunes, thành phố Phan Thiết được chọn là điểm bắn pháo hoa chào năm mới 2024. Sau khi đêm trình diễn pháo hoa kết thúc, cũng là lúc rác thải để lại bừa bãi trên khắp các tuyến đường. Cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, sau khi thực hiện xong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội, đã bắt tay vào việc thu gom rác. Thượng tá Trần Long Khánh, trưởng công an thành phố Phan Thiết cho biết, ngay từ ban đầu, chúng tôi đã xác định, sau buổi lễ bắn pháo hoa đầu năm mới, chắc chắn lượng rác cho người dân sẽ để lại rất nhiều, nên chúng tôi đã quán triệt đến các anh em cùng bỏ ra một chút công sức để góp phần trả lại mỹ quan đô thị sạch đẹp, và các đồng chí đã rất đồng tình tích cực hưởng ứng tham gia. Một công việc tuy nhỏ nhưng đã để lại hình ảnh rất đẹp về người chiến sĩ công an hết sức gần gũi thân thiện và tạo ấn tượng đặc biệt với du khách cũng như người dân.